Hello, xin chào cả nhà nha. Em quá gửi lời chúc sức khỏe cả nhà đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Nay em có một con em Campia gì nữa ha. BL330 ha. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin. Con này nó có hai cái lỗi, một là bị chạy mặt kiến ha. Chạy ha. Nguyên đường bự luôn. Và hai là nó mắc kim nha. Thật là tiếc. Cái kim á, cái máy bị mắc ha. Còn ngoài ra là ok hết ha. Lỗi em sẽ báo lỗi trước thôi ha. Dây AV là da băng luôn nè. Không có lau chùi luôn. Rồi. Lên nguồn ok ha. Rồi để em đo cái khổ. Em đo trong hình rồi, giờ em đo thêm video cho quý khách xem luôn nha. Ở đây phải không? Con này là 45 ha. Bài ga của nó là 23 ha. 23.5 vậy đó. Chiều cao em nó là 13 ha. Nó ỷ là có cái này nè ha, chụp lại gọi nó mà đi xe giờ nó cũng sóc gãy cái kim, thiệt là tiếc. Thiệt ơi là tiếc. Cái này là em không có gành ha, cái này 45 33 là em nghĩ là cái mâm á, cái đĩa lớn đĩa nhỏ á. Còn lúc này là gì giờ em tháo em thử ha. Giờ em bật đèn coi. Có đĩa nó không hát hay là sao ta? Lúc này là lúc gì? Cái đĩa kia màu hỏng em quên mày mất tiêu cái này, lộn xin lỗi. Em quên em cho cái hành khách kia cái đĩa luôn rồi. Tại em nghĩ cái này đâu có kim đâu hát nên lấy cái đĩa này cho luôn mất tiêu rồi. Này chỉnh nó gì không biết luôn nữa. Em thật sự là không có gành mấy cái này nha. Gì đẩy núm tùm lum chứ nè. Này nó gì nữa. Rồi nói chung là tình trạng em nó gan như video với hình ảnh với lời nói của em ha. Cái khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu mua giờ siêu tầm hay biết sửa chữa hay là biết mua kim chỗ nào thay á thì ủng hộ em ha. Em bán giá công khai là 800.000 chưa bao gồm phí ship nha. Quý khách cô chú anh chị em mà có nhu cầu liên hệ giùm em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.